ngàn dâm văn tiên thanh thường là đông cũng còn quán y sáng đàn trưng ở đây. Sơn cá lần đầm chim ma bay về cánh kia nguyệt lần sao tàn là sao tàn chiếc thoi bán nguyệt khoan đi khoan trèo vào gập gành nhà quán thấp mã lầu cao ý à ý vào hồng ngàn xanh ở trên thượng ngàn tôi tu anh linh à ý à ý
xuân núi sau lưng đeo người ta đi về. Hai dịu dàng chân bước đón lúc linh ngang hoa đào thắm mắt mang tiếng khen điệu nhạc ta. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
lưu sang con tay thắt thắt lưng đai và sẵn rạt dài yêu điệu thanh tân nết là nhiều nỗi trăm phần hóa nhiều đường lắm núi ban tay ơi cháu đi chọn lối này đi chọn lối này thôi đồi núi bao xa lên ngàn là đi hai bông hoa hai hoa đẹp về đến đây biết bao thanh đồng chờ mong mới ban ra bốn phương hội họp để xa sáng này bàn cho tiền tốt đường xây bọc lọc cho nhiều hơn năm ngoái năm xưa thanh đồng con nhang khói cùng thờ ba mươi một ngày mười tư hôm sầm ba mươi một hôm sầm mười tư bước đều ngàn đồi hoa tinh 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 tàng tinh chân bước đều tay múa xèo làm sao trăm hoa đầy ngàn hoa mơ trăm bông hoa đua nở bốn mùa mùa xuân mùa hạ mùa thu sớm ngàn hoa xa quỳ nở lung đông sang độ hoa e ấm lại càng khỏe tươi hồ hoa e ấm tươi cười xuân về hoa nở khắp trời mà ngát hương nay họ định về đền mẫu đông cuồng trăm hoa đem về giấc mẫu độ cho thanh đồng tài lộc vinh hoa trên non cao bóng đà xê đà chạy nỗi niềm rào rạt
thọ đinh nữ đông ngờ. Bản hội cứ tưởng chị Hằng à, tóc phương xa đầu vân tóc mai điểm trang lược sắt châm cài. Lược sắt chấm cài, tiếng nói thóc thả khác nghĩ người trần gian. Quyền châu bà cai bảo lạc đất Hà Giang, chín tầng khe suối một bầu tiểu sao dòng chơi ngàn quê ngàn đào. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.